10 điểm báo tâm linh khiến tài vận gia đình không ngóc đầu lên được. Các bạn thân mến, có khi nào bạn đặt ra câu hỏi rằng tại sao có nhiều người luôn làm ăn chăm chỉ, số lương thiện mà vẫn nghèo khổ? Có thể họ và gia đình đã phạm phải một trong 10 điểm báo tâm linh khiến cho tài lộc không thể ghé thăm. Cùng Linh ngày tốt khám phá nhé! 1. Đồ cúng tự nhiên hóa mốc Thường chúng ta sẽ cúng thịt gà, thịt lợn, hoa quả và sẽ hạn lễ cắt đi hay thụ lộc trong ngày. Nhưng nếu để bên ngoài vài ngày, quên hoặc chưa kịp ăn tới mà chưa đến ngày hôm sau, đồ cúng đã tự nhiên hóa mốc, nổi rêu xanh đỏ, bốc mùi hôi thối thì cần phải tinh ý, khéo léo tìm ra cách giải quyết. Nếu sự việc diễn ra vào mùa hè hoặc mùa đông, thời tiết ổn định, khô giáo, không khí không quá ẩm mốc, cũng không phải mùi nồm thì càng đáng lo ngại. Nguyên nhân sâu xa là bởi quỷ thần đã lén nút ăn vụng đồ cúng khi gia đình không để ý, do lễ vật chính người cúng bái không thành tâm, thực ý. Nhiều người cúng cho lấy lệ, để, sắp đặt hoặc tiện tay vứt đồ cúng lên ban thờ, không chọn của ngon vật lạ mà bưng lên những thứ sắp thối hỏng, đúng gu của thế giới thứ ba. Một khi quỷ đã ám, thì tài lộc, lộc lá của gia chủ và các thành viên khác trong gia đình sẽ tiêu tùng, mất sạch. Thật ra, thờ cúng không cần của đắt của độc, miễn là bạn thành tâm thì dù hoa giả, hoa thật hay của thường đúng mùa đúng vị, nhà trồng được đều mang ý nghĩa tốt lành. Ngược lại, những kẻ thờ cúng thành nghề, mua hay chọn đồ cúng hòng mưu cầu danh vị, chức tước, trên lấn ở đỉnh đền để khẩn cầu khấn tạ, đa phần đều có oán nghiệp từ kiếp trước, nên số phận họ sẽ không tránh khỏi từ giàu hóa nghèo, từ bình thường hóa ra gian chuân. 2. Bắt hương bốc cháy đùng đùng, trên bàn thờ gần bài vị tổ tiên hoặc ở hai bên mép bàn bao giờ chúng ta cũng sắp lư bắt hương hoặc để sẵn một túi hương để tiện thắp lên khi thờ cúng nếu bỗng nhiên có một ngày dù không phải rỗ chạm không có ai qua lại bụng chạm mà lư hương bắt hương cháy đùng đùng thì rõ ràng là một điểm báo đáng sợ rồi Khoa học đã lý giải rằng có thể khi que hương sắp tàn, lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ bén vào các chân hương trong mắt hương nên bùng cháy. Tuy vậy, trường hợp này rất khó xảy ra khi không hề có bất cứ nguồn lửa nào trên ban thờ. Các chuyên gia tâm linh đưa ra dự đoán rằng có thể tổ tiên đang phật ý về điều gì đó hoặc bố mẹ bạn đang cãi nhau quá to để ông bà, cụ kỵ vô tình nghe thấy hoặc hòa khí của các thành viên trong gia đình đang chuyển biến quá xấu khiến cho bậc bể trên tức giận, nổi trận lôi đình. Hình phạt dành cho bề dưới là gia đình lao đao, khốn đốn về kinh tế, tài chính một thời gian dài. Muốn chấm dứt, bạn và các thành viên trong gia đình phải chủ động tìm ra nguyên nhân chính, hoặc là hòa thuận chung sống, làm lành, chấm dứt cãi vã, hoặc là thành tâm khấn nguyện, tu tâm cải tà. Nếu không, mãi mãi sẽ chịu cảnh nghèo kiết xác, không ngóc đầu lên được. Tường phòng thờ một khi đã nứt cũng sẽ là dấu hiệu điểm báo khiến tất thảy mọi người đều phải e dè. Sẽ có người ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo hay gia chủ buôn bán trục trặc. 3. Tường phòng thờ bị nứt Tường phòng thờ một khi đã nứt cũng là dấu hiệu điểm báo khiến tất thảy mọi người đều phải e dè. Một là có người ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí là có nguy cơ lìa chân. Hai là buôn bán trục trặc, nguồn vốn đứt đoạn, lời lãi thiếu vốn, vay mượn khắp nơi. Nếu không sửa nhà, chất tường hoặc xây mới, thiết kế đàng hoàng thì át hẳn chỉ 5 ngày 3 bữa là gia chủ ăn no đòn. 4. Bàn thờ rơi, đổ, nhiều khi bàn thờ bị rơi, xô lệch do đinh bị ăn mòn, dì nguét, lệch ra khỏi tường. Nhưng nếu bàn thờ bị rơi thẳng xuống đất, vỡ hoặc rứt mẻ thì rõ ràng là tài vận của người chủ gia đình ấy sẽ thiệt hại không ít, hoặc là làm ăn thua lỗ lớn, hoặc là bị kẻ khác lừa gạt. 5. Mèo hoang vào nhà Mèo hoang đến nhà là ngụ ý gia đình sắp có hỏa hoạn, tiền tài tiêu tán, bởi lẽ mèo rất tinh danh, nhạy cảm với thiên tai địch họa. Nguyên nhân sâu xa là bởi bạn đang thiếu sự thành kính, lễ phép với bề trên hoặc là người nhà đã khuất. Muốn hòa giải thì phải làm lễ cúng thành tâm, mời mèo đi khỏi nhà. Nếu mèo cứ tiếp tục cư ngụ ở vị trí ẩm thấp, tối tăm nhất trong nhà, thì tương lai gần gia đình bạn sẽ phải dọn nhà ra đê. 6. Di ảnh, ảnh thờ tự nhiên sâu lệch Nếu ảnh thờ hoặc di ảnh của tổ tiên, ông bà, những người thân quá cố, bỗng nhiên bị xô lệch hoặc tự nhiên chảy nước mắt, thì thực sự là âm khí gia đình đang quá nặng. Thường hiện tượng ảnh bị vã mồ hôi chỉ xảy ra với các gia đình vào mùa nồm ẩm, khiến khung ảnh lâm tấm hơi nước, nhìn qua như thể tổ tiên đang khóc lóc, nước nở. Nhưng đó cũng là điểm báo bậc bề trên nhắc nhở bạn rằng con cháu trong nhà sắp có họa lớn. Người làm ăn buôn bán phải hết sức đề phòng, tránh cảnh tán gia bại sản, hao tài sụt lộc vô tận, vô biên. 7. Mạng nhện khắp nhà dọn mãi không sạch Mạng nhện dọn mãi không sạch, cứ quét lại có, là dấu hiệu rõ ràng nhất, báo hiệu chủ nhà hoặc một vài thành viên trong gia đình đang xa sút kiệt quệ về tinh thần và sức khỏe. Đáng buồn nhất là nguồn tài chính kinh tế của gia đình cũng sẽ thủ dốc không phanh, không có điểm tựa, chỗ bám vững chắc để giải quyết vấn đề triệt đề. 8. Hoa héo, cây chết Hoa nhà trồng, hoa cúng, cây tươi, tất thảy đều tự nhiên lăn ra chết khô, dù được chăm sóc tưới bón, thay nước đầy đủ là điểm giữ cho biết gia chủ sắp rơi vào cảnh thiếu thốn, kiệt quệ tiền nông. Nếu bạn đi công tác chỉ vài ngày mà quay về đã thấy cảnh tượng ấy, thì rõ ràng những vụ tranh cãi, mâu thuẫn, kiện tụng đang chờ đón, bổ về bạn trong vài tháng hoặc vài năm tới. 9. Chuột đếm tiền Đây là hình ảnh Ví Von cho biết, khi gia chủ đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì chuột chạy loạn trên mái nhà. Nhà nào càng nhiều chuột đêm thì càng khó giàu, chỉ nghèo quyết xác quanh năm. Còn nếu bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh này thì điều cần làm là không chỉ mua bẫy diệt chuột mà nên thích góp phòng thân, chuẩn bị bán nhà, bù lỗ kinh doanh. 10. Cá chết Nhà nào mắt tay nuôi cá, đang yên đang lành thì chúng lăn ra chết cả loạt. Dù oxy đủ, bể cá sạch sẽ, thức ăn dồi dào thì cần hết sức tỉnh táo. Cá chết là hình ảnh tượng trưng cho nghèo đói, bệnh tật. Tốt nhất hãy thôi không nuôi cá nữa, tập trung kinh doanh, chú ý sức khỏe để đề phòng chuyện xấu ông cha ta có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành ngoài việc thành tâm thì chúng ta cũng nên chú ý đến việc chăm nom thờ cúng trong gia đình để cầu phước lành, điều may mắn. Chúc các bạn và gia đình sẽ luôn ngặt hái được nhiều tài lộc và đừng quên ủng hộ các chương trình của lịch ngày tốt nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.